Chị đi, chị đi, chị đi. Nói chung làm MC đây, em hứa là anh làm cái gì là em làm MC cho anh mà. Khánh nói với lại anh Thanh Duy á, là sau chương trình nếu mà anh Thanh Duy có muốn làm fan meeting nếu mà anh Thanh Duy có muốn làm fan meeting đó thì Khánh sẽ làm MC cho buổi fan meeting đó của Thanh Duy. Nên là hy vọng là sau chương trình anh Duy hãy làm fan meeting để anh Duy có dịp được chia sẻ và gần hơn với các bạn khán giả đã ủng hộ anh trong hành trình này. Vâng, mình đầu tiên cho Duy Khánh sẽ được lời chào đến toàn thể tất cả mọi người đang có mặt tại gian hàng của Thanh Duy ngày hôm nay. Vâng, không biết là cảm xúc của Thanh Duy ngày hôm nay như thế nào ạ? Cảm thấy rất là bất ngờ vì các bạn đã giấu Thanh Duy làm cái này. Yeah. Và đây là những người bạn đã đồng hành cùng với anh Duy trong một cái chặng đường tính đến thời điểm bây giờ là bao nhiêu năm rồi? 15 năm. Ở đây có ai 10 năm không ạ? Ở đây có ai đã đồng hành và theo anh Thanh Duy được 10 năm chưa? Wow. Sao khóc vậy? Thương hả? Thương anh Duy sao giờ sao bé khóc? Giống nhau. Em nghe cái luôn em buồn em khóc. Ở đây có bạn nào mới gia nhập vào FC của Thanh Duy ạ? Đó, cái bạn khóc này cũng nổi. Bé này cũng khóc luôn. Anh mới nè. Chị hỏi còn em trong FC Thanh Duy được hơn 10 năm rồi. Một hành trình vừa qua là một hành trình rất là tuyệt vời của anh Thanh Duy. Không phải chỉ riêng trong chương trình Anh Trai Vượt Chông Gai, và hành trình sự nghiệp của Thanh Duy bắt đầu từ khi mà các bạn biết đến hai chữ Thanh Duy là trong chương trình Việt Nam Idol. Năm đó là năm 2008 đúng không? Dì lệ đâu rồi ta? Dì lệ chưa ra. Lẽ nào khúc này phải có dì lệ. Thôi dì lệ ồn lắm. Dì lệ sồn nữa.